Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2015, các mặt hàng điện thoại, điện tử, máy tính và linh kiện xuất khẩu có kim ngạch tăng cao từ 18,5 đến 59,7% so với cùng kỳ năm 2014. Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm ước tính đạt 66,2 tỷ đô la, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, báo cáo triển vọng kết nối giao thương của Việt Nam do ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cũng khẳng định, trong số các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, Samsung đang đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng của ngành công nghệ thông tin và viễn thông. Đánh giá chung cho thấy, giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam chủ yếu vẫn do đóng góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như Samsung Electronics Việt Nam, Microsoft, LG Electronics, v.v.